5 lợi ích siêu to khổng lồ của việc học trung cấp cao đẳng đại học online. Lợi ích đầu tiên chính là tính linh hoạt. Và với hình thức học online, bạn có thể tự chọn thời gian và địa điểm học tập phù hợp với lịch trình của mình. Không cần phải đến trường vào một giờ cố định mỗi ngày. Bạn có thể học tập ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào, hoàn toàn phù hợp với người đang đi làm hoặc bận rộn. Lợi ích thứ hai đó chính là bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí. Học trung cấp cao đẳng đại học online giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí đi lại, tiết kiệm tiền bạc cho việc thuê nhà, điện nước, ăn uống v.v. Học viên có thể học ở bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối Internet, tối ưu chi phí lên tới 50%. Lợi ích thứ ba, hình thức học tiên tiến. Học online cung cấp cho học viên truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên và công nghệ tiên tiến để hỗ trợ học tập, có thể tương tác trực tiếp với giảng viên giỏi và sinh viên khác từ khắp nơi. Ngoài ra, video có sẵn sẽ giúp cho học viên được học đi học lại nhiều lần, nên đảm bảo chất lượng khóa học cũng như tiếp thu kiến thức. Lợi ích thứ tư, thời gian tốt nghiệp nhanh chóng. Học trung cấp cao đẳng đại học online cho phép học viên chủ động thời gian học và thi theo tín chỉ. Vì vậy, nếu chủ động được nhiều thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình sớm hơn, đảm bảo cho nhu cầu về bằng cấp và về mặt thời gian. Lợi ích thứ năm, tăng cơ hội nâng cao trình độ. Hình thức học online cho phép bạn tiếp cận các khóa học và chương trình học tập từ các trường ở xa, đặc biệt là nếu như bạn sống ở một vùng không có trường đào tạo gần đó. Điều này giúp bạn tăng cơ hội nâng cao trình độ và mở rộng phạm vi kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời tăng khả năng tìm kiếm việc làm và thăng tiến tốt hơn sau khi tốt nghiệp. Đó là những lợi ích siêu to khổng lồ của hình thức học online mà nếu bạn đang muốn nâng cấp tấm bằng của mình thì không nên bỏ qua đâu ạ. Nếu bạn cần tư vấn thêm về việc học trung cấp đại học cao đẳng từ xa, hãy để lại comment hoặc inbox để nhận thông tin chi tiết và chính xác nhất nhé. Cathy Edu, đào tạo từ tâm, chất lượng xứng tầm.